Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ, đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện tà thuật. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một cái video nữa nha. Dạ thì ở trên cái video ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại một cái khu rừng tràm. Mà cái khu rừng tràm này thì cách đây vài hôm á, thì Lê Trung có đến đây một lần rồi cả nhà. Và lần đó thì Lê Trung đến đây thì cũng có gặp được một cái vị vong linh. Thông qua cái lời kể của cái vong linh đó thì Lê Trung được biết á, ở trong cái khu rừng tràm này cũng có khá là nhiều vong linh rất thường hay lui tới ở đây để trú ngụ sau những lúc mà vất vưởng khắp nơi để tìm kiếm cái ăn đó cả nhà. Thì hôm bữa Lê Trung nghe cái vong nó kể thì ở trong đây cũng có khá là nhiều những cái vong quỷ dữ nè, rồi vong hiền thì cũng có nữa đó. Thì Lê Trung nghe như vậy thì Lê Trung cũng rất là nôn nóng muốn đến đây để có thể là tìm kiếm được họ để mà Lê Trung sẽ giúp đỡ cho họ đó cả nhà. Như cả nhà mình biết á, chúng ta là một cái con người dương, có đủ cái khả năng để tự tìm kiếm cho mình cái ăn, tự tạo cho mình cái nguồn thức ăn. Nhưng mà chúng ta đôi lúc á, vẫn phải có rất là nhiều hộ gia đình cũng còn phải chịu đói khát lạnh lẽo rất là nhiều. Bệnh tật thì không có tiền để mà chữa trị. Còn đối với vong linh á, thì được một cái thì họ đã không còn bệnh tật như là người dương. Nhưng về cái việc mà để tự tạo cho họ một cái nguồn thức ăn cũng như là tự làm ra cái thức ăn thì không thể nào mà làm được. Đó, chính vì vậy thì họ nhờ vào cái sự yêu thương, cái sự tin tưởng, nhờ vào cái lòng hảo tâm, nhờ vào cái lòng tấm lòng từ bi của người dương để mới họ mới có được một chút đỉnh gì đó để họ dùng. Đó, thì sau khi mà trải qua rất là nhiều những cái sự việc ở trong cái cuộc sống thì Lê Trung cũng rất là may mắn có được một cái cơ duyên là nhìn thấy được vong linh cũng như là biết được cái cảnh đói khổ của họ. Cho nên Lê Trung mới muốn là phát tâm ra để có thể là mang đến cho họ một hai cái bánh, một vài chén cơm để giúp đỡ cho họ có thể là được no lòng ấm dạ. Đó, cũng như Lê Trung cũng muốn thực hiện cái ý nguyện của thầy là có thể cứu độ được cho các vị vong linh. Đó, thì cũng khá là lâu rồi Lê Trung cũng vào trong cái công việc này cũng đã gần 2 năm rồi cả nhà. Gần 2 năm là thời điểm mà Lê Trung chia sẻ những cái đoạn clip lên cho cả nhà mình xem về cái việc này. Còn trước đó nữa thì Lê Trung cũng đã có đi cúng nhưng mà Lê Trung không có quay clip. Sau một thời gian làm thì nói chung kinh tế nó cũng không có được khá giả đó cả nhà. Thì cái ngân lượng nó cũng hụt dần đi. Đó, cho nên là Lê Trung mới xin phép thầy để có thể là đăng tải những cái video lên trên kênh YouTube để mà kiếm thêm cái đồng lương để mà mình trang trải cho cái công việc hàng ngày của mình. Đó là đi giúp đỡ cho các vong linh để có được một bữa ăn. Thì từ đó tới giờ thì từ lúc mà Lê Trung đăng những cái video lên trên kênh đó, thì tới giờ thì nó cũng tầm khoảng gần 2 năm rồi. Và số lượng vong thì cả nhà mình có theo dõi kênh đó, thì cả nhà mình cũng biết rồi. Trong gần 2 năm qua thì Lê Trung cũng đã giúp được, cũng đã vài trăm vong rồi cả nhà. Cái khu rừng này hôm bữa Lê Trung đến đây thì càng đi vào sâu đó cả nhà thì càng có cái cảm giác nó lạnh người. Mà Lê Trung được biết là càng đi vào sâu thì có rất là nhiều những cái vong quỷ nó trú ngụ ở trong sâu hơn trong cái khu rừng này. Không biết là ngày hôm nay Lê Trung và cả nhà có đủ duyên được với cái vị vong linh nào hay không. Hy vọng rằng ngày hôm nay khi tới đây thì mình cũng sẽ có duyên được với một vài cái vị vong nào đó để mà mình sẽ giúp ha cả nhà. Ở cái khu vực này thì nó thấp, nó trũng á. Hiện tại thì như cái nhà mình nhìn thấy thì nước này nước lũ nè, nó đang đổ về và nó đang tràn vào.
thì chắc có lẽ là Lê Trung đến đây thì cũng vài lần nữa thôi thì cũng đã hết đến được rồi. Mùa nước nó đang đổ về rồi. Càng đi vào sâu thì là Lê Trung có cái cảm giác như nó lạnh lạnh là sao cái nhà. Càng đi vào sâu thì nhìn thấy khung cảnh nó càng ngày nó càng rậm rạp. Như là chúng thấy được cả nhà. Kìa. Đang đứng ở phía sau cái mấy cái cây để lấy chúng đặt cái mái xuống cái chúng đi lại dọc tiếp nha. Xin chào. Hello. Xí hết hồn à. Gì? Làm gì hết hồn? Bộ làm chuyện xấu hay vậy? Hả? Đi ra chỗ khác nha. Cái gì? Lại gần đây là ăn cây bây giờ à. Cây gì ông nội? Đang làm gì đó? Đừng. Đừng có mà nhiều lời nữa, phản biện nữa. Không ai tin anh đâu. Cái gì? Phản biện gì trời? Dụ dỗ tôi. Đã đời anh sát hại tôi luôn. Thật. Anh bắt tôi phục vụ cho anh hả? Đừng hòng. Bây giờ á, sát hại tôi. Bây giờ anh vô đây anh kiếm tôi để anh năn nỉ nữa hả? Không có chuyện đó đâu bưởi. Đi về. Gì đi. Trời. Cái gì vậy trời? Tôi á, tôi hận anh dữ lắm. Ủa hai mình có quen nhau không? Ăn ở với nhau mà không quen. Cái này bậy nè. Cái này hình như là nó bị nhầm á. Nghĩ sao tôi đi ăn ở với ông? Ê, nói chung chứ tôi không được đẹp trai thôi chứ tôi được cái gu tôi đâu có mặn dữ vậy má. Hả? Dụ tôi ăn ở đã rồi bây giờ anh nói này nói kia hả? Anh chối hả? Có phòng mà chối. Trước sau gì á anh cũng bị này bị kia. Bậy ơi ấy ơi, hình như ấy nhầm rồi đó. Chứ tôi với ấy hình như là mình chưa có quen biết luôn á. Mình mới gặp lần đầu tiên ấy ơi. Không quen biết mà vô đây kiếm. Trời ơi. Là nực cười. Người ta đi kiếm là đâu phải kiếm mình à, mình dông đâu mà kỳ chạy. Tôi đi kiếm là tôi kiếm tùm lum hết trơn, nhiều người lắm chứ không phải một mình ông đâu mà ông nói kìa. Người ở đây trong đây làm gì có. Ê, kiếm... Tôi là dông linh trong đây thôi chứ người ở đâu mà dám vui được cái khu rừng này. Thì đi kiếm dông linh dông quỷ chứ tôi đâu có biết ông đâu mà ông nói tôi gì dụ dỗ gì rồi ăn ở gì ông nội. Tôi là người trời ơi tôi chối hoài. Hình như mình có cái gì đó nó sai sai ở đây nè. Sai cái gì? Nghiên cứu kỹ lại đi ấy ơi, chứ ở đây không có mặn mà vậy đâu. Gu ở đây không có mặn vậy đó. Anh là BD thấy tôi đẹp trai vậy nè rồi anh mê. Trời bắt tôi á phục vụ anh. Bây giờ anh nói là không quen biết. Xin lỗi nha ấy. Ở đây là trai thẳng chứ không có vụ BD đây mà gì mà mê ông gì ông nội ơi. Thôi BD thì nói mẹ ra BD đi. BD. Giấu cái gì không biết nữa. Giấu đầu cũng lòi đuôi hả? Giấu đầu lòi đít à. Dư tính quá ha. Thấy kiểu cũng dư tính á. Làm sao này. À, giờ là cứ nghĩ tôi là cái gì là cái người gì đó đó hả? Chừng lộn rồi, tôi làm gì có cái vụ mà đó ông nội ơi. Lộn sao mà được, chính anh chứ ai. Bậy anh cái gì bậy ông, cái gì mà bậy. Ông nay nhiêu tuổi rồi? Ông chết lúc mấy nay nhiêu tuổi? 20. Rồi cái người đó, cái người mà ông nói á, cái người mà cái gì BD gì yêu thương gì ông đó là bao nhiêu tuổi? 34. Trời ơi, tôi nay 40 rồi ông nội ơi. Tôi nay gần 40 rồi. Là ông mắc này bao nhiêu lâu rồi? Nhìn kỹ đi. Râu ria người ta rậm rạp như vậy đây mà kêu BD cái gì? Ủa không phải BD hả? BD đâu, BD ông nội, tôi có nước B52 á.
Đê gì đây cha? Vậy nãy giờ tưởng đâu bê đê chứ. Nghĩ sao tướng người ta vậy đi mà bê đê. Bê đê là phải vậy nè, nó quỷ à, nó phải vậy đó. Còn tôi là rồng cứng ngắc không thấy gì. Vậy là lộn rồi. Lộn rồi hả? Đâu quá. Quỷ sứ bê đê đó vô đây kiếm nữa chứ. Thì ở đây lâu chưa? Ở đây 3 tháng rưỡi rồi. 3 tháng rưỡi rồi hả? Chỗ này tôi nghe nói nhiều vong linh quỷ dữ lắm hả? Ừ. Ừ, bữa đó tôi vô đây một lần rồi tôi gặp cái dông kia, tôi cũng giúp cho ổng đi về chùa ổng tu rồi. Trời ơi, thấy ổng đói khổ, tôi tội nghiệp chết luôn. Ở trong đây ai mà không đói khổ. Ông có đói không? Tôi thì tôi còn đói khổ nữa. Vậy đó hả? Đói dữ không? Sao không đói? Nhưng có cái gì đâu mà ăn mà không đói. Ồ, tội nghiệp quá ha. Thôi giờ ngày hôm nay thì nói chung á, tôi thì chỉ là một người trần mất thịt bình thường thôi. Nhưng mà có một cái là tôi biết được cái sự khổ sở của các vị khi mà là một vong hồn vất vưởng. Thì tôi mới phát tâm, tôi mới muốn là mang đến những cái nơi mà có các vị trú ẩn đó. Một vài cái bánh, rồi một hai chén cơm, cùng với nhang hương đó để tôi cúng kiến cho các vị dùng. Chỉ mong là cho các vị được no lòng ấm dạ. Thì ăn xong rồi tôi sẽ đưa cho về chùa để tu. Không biết sao, ý sao, muốn không? Là cho tôi ăn hả? Ừ. Ồ, đã chưa hả? Chứ làm sao? Ngon với người ta. Tôi vô đây tôi cho ăn cơm, nước, bánh trái chứ tôi không có vô đây tôi kiếm, tôi về dê gì đâu ông nội ơi. Cho ăn thì ăn chứ tưởng đâu vì vô đây BD là quánh săn dịch à. BD. Vậy là trước khi mắc là có quen BD, có chơi BD. Chứ gì nữa. Ừ. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa nghe, tôi là cha thẳng nha, râu ria rậm rạp, rườm rà như vậy nè. Đừng có suy nghĩ nó hơi đi tiêu cực nha. Thấy rồi. Thấy là biết rồi. Nãy nhìn lộn. Nhìn lộn hả? Ông lộn kiểu này hoài chắc chết tôi luôn. Ông lộn kiểu này là rồi cô chú anh chị những người khác nghĩ tôi là BD thiệt sao trời. Thôi lộn rồi cho xin lỗi. Xin lỗi ha. Xin lỗi phải phanh tay lại đàng hoàng chứ. Anh đây à, cho em xin lỗi vậy đó. Lớn rồi đâu phải nhỏ đâu mà phải à. Ừ, phải à vậy đó. Trời chứ thôi bây giờ để tôi sẽ tìm một cái vị trí nào đó cho nó tương đối là nó khô ráo một xíu. Tại vì chỗ này khu rừng này thì tôi thấy nó cũng khá là ẩm ướt nè. Với cái nữa là chỗ nào cho nó trống trống một xíu để tôi đặt cái bàn nghi thức ra rồi tôi cúng mấy cái vật lễ mà ngày hôm nay tôi mang tới đây đó. Cho dông dùng được không? Ừ, được chứ sao không mà. Có ăn là mừng lắm. Mà tôi nói trước nghe, tôi là trai thẳng nghe. Ăn xong rồi cũng phải nói là tôi tay thẳng chứ không có mà kiểu mà nói tôi là BD nữa nha. BD lớn tôi dặn á. Biết rồi. Rồi vậy ẩn đi xíu đi rồi tôi bày ra xong rồi tôi mời nó dùng. Trời. Mình vậy đây mà ổng kêu mình BD. Thì chung có giống BD không cả nhà? Nhìn không được đẹp thôi chứ đâu tới nỗi BD dữ chạy. Rồi, nói chung thấy ở đây nó có một cái khoảng trống này cũng khá là hợp lý á. Để nói chung sẽ đặt cái phần lễ ra nghe cả nhà. Nắng quá. Rồi. Ở trong đây vậy mà nhiều vong ghê, nhìn thấy nó cũng đơn giản cả nhà, nó không có tích tụ nhiều cái quán khí. Mà trong đây cũng có khá là nhiều vong, nghe thông qua lời kể của hai vị vong rồi. Biết ông nội này không có liên quan gì tới BD đây mà ông hăm dọa BD rồi dữ nhất. Ghét bỏ BD dữ. Cái này là chung có mua theo mớ kẹo nữa để chung lục vào cái kẹo cũng
kẹo với bánh lộn xộn. Ê, mũi dữ thằng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khắc lạnh lẽo vất vưởng ở trên cái cõi Ta Bà này, thì con cũng mong các ngài ông hoan hỷ cho cái vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây nhận hưởng những cái phần lễ này để giúp cho ông ấy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đổ lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồ ăn thiệt chứ, mà cũng hên người Dương này á là đàn ông thiệt, chứ tưởng đâu là BD á, gặp mình á mình đang hận BD nữa. Mà đồ ăn cũng nhiều dữ đó chứ, mà đủ đầy nữa, đủ hết luôn. Có cái mình thích nữa, đó chính là nhang hương. Mình lạnh á, mình á hưởng vô một cái á là hết lạnh liền. Thôi vậy á, để mình vô mình hưởng cái đi rồi mình ăn. Đợi lắm rồi đó chứ, đỡ lạnh quá. Wow, có bữa nay là nắng đó chứ cấp gài đó. Mưa quá mưa luôn, mà trời mưa rồi đi kiếm đồ ăn đâu có, đâu không có ai đâu mà cúng, bởi vì đói cũng dữ dằn lắm đó chứ. Thôi giờ có đồ ăn đây ăn mới được, chứ không gại đói.
Cơm cũng ngon chứ. Trời ơi, cái bánh này nữa nè, nó ngon dữ cái ta. Mình cũng muốn được ăn bánh ngon lắm chứ, mà đói khát rồi đi kiếm đồ ăn rồi. Có bánh mà đâu có ngon bằng được như bánh này đâu. Bánh này ha, không phải nói khen chứ hả, toàn là bánh ngon không có chứ. Đúng là qua cái cơn mà mưa nè, bão này rồi, cái không đi kiếm đồ ăn mà cũng có nữa, mà có gì cũng mừng, ăn được á cũng đỡ đói gì lắm chứ. Hôm bữa đi kiếm từ sáng tới chiều không có cái gì ăn luôn, còn có bữa mới kiếm chút xíu được cái bánh ăn, rồi đi kiếm nữa cũng không có luôn. Nay mà được ăn vậy là cũng chắc cô có phước dữ lắm mà. Sống người ta dám vô tới tận trong cái khu rừng này người ta cúng thì phước lớn dâm chứ. Người ta có lòng, người ta đem vô đây người ta cúng, mà không lẽ mình phụ lòng người ta, mình ăn có một miếng mình chừa sao, rồi để vậy không phụ lòng ăn hết luôn. Ngon thiệt, quá im. Xin chào. Chào. Nãy giờ hưởng cái hương nhang này á, thấy nó ấm đã gì đâu. Sao? Mẹ lại liền. Khỏe lắm hả? Đây, giờ trước khi mà đi về chùa thì có thể là cho tôi hỏi thăm một vài vấn đề nữa được không? Được chứ sao không được. Ồ. Rồi nãy ông nói là ông ở trong đây mấy tháng, 3 tháng mấy hả?
3 tháng rưỡi. Ồ. Rồi trước khi mà về đây thì ông ở đâu? Ở cái nhà kia kìa. Cái nhà đó là cái nhà cây. Ờ. Với lại lá hả? Rồi đâu có ai đâu mà ở. Ừ. Mưa gió giết rồi nó mục. Ừ. Bữa đó mưa gió lớn quá rồi nó tóc nó sập luôn. Ồ. Rồi chỗ đâu ở, không phải là giấc dưỡng lang thang đi kiếm cái chỗ nào nó im im ấm ấm ở. Ừ. Sao tình cờ đi ngang cái thấy cái được cái khu rừng này gặm gạp như vậy nè. Ừ. Rồi mới ở luôn. Mà vô ở cũng bị mấy con quỷ nó chất vấn đồ này kia, năn nỉ nó dữ lắm mà nó mới cho vô ở đó chứ. Vậy đó hả? Rồi nó có đánh đập gì không? Có, lần đầu tiên nó quánh thấy mồ luôn. Ờ. Sau đó thì nó không quánh hả? Ừ, sau đó rồi năn nỉ nó. Ừ. Ai nó nữa. Ừ. Rồi dông tên gì? Tên Hào. Ờ, mất cái đây lâu chưa? 7 năm rồi. Ừ. Rồi ông nói là lúc ông mất là ông mới 20 tuổi hả? Phải. Ồ. Rồi không biết là vì cái nguyên nhân gì mà tôi cứ nghe ông cứ luôn miệng là ông cứ trách móc, ông cứ chất vấn cái việc là tôi có phải là BD hay không. Thì không hiểu là cái vấn đề mà BD ở trong đây nó có liên quan gì tới cái chết của ông không mà lại khiến cho ông phải ghét bỏ dữ vậy? Có chứ sao không. Ừ, chuyện nó xảy ra như thế nào? Thôi đó, tôi đi học hết lớp 12 xong rồi. Ừ. Ba mẹ cho đi lên trên Sài Gòn, thành phố đó học. Ừ. Lên trển học đó, mà không lo học. Ừ. Thấy cái đám bạn nó tụ tập nó chơi bời đó. Ừ. Rồi theo tụi nó chơi. Ừ. Biết rồi nhiễm luôn. Rồi thấy tụi nó tụ tập chơi theo mấy cái người mà BD á. Ừ. Nhưng mà những người BD người ta tiền dữ lắm nha. Ừ. Rồi á, nó rủ ghê đầu này kia á, mấy đi theo đi. Mà tụi nó tụ tập ăn chơi theo cái dạng như trai bao thôi. Ừ. Ăn uống xong rồi nhậu nhẹt rồi về tối được phục vụ cho nó đi rồi nó trả tiền. Ồ. Cũng giống như là gái gọi vậy đó. Ồ. Là cũng như là ông tụ tập theo cái nhóm đó để đi chuyên gia là đi phục vụ cho mấy người đồng tính. Ừ. Rồi đó sao được gặp được cái anh đó. Ừ. Anh cũng lớn hơn mấy tuổi đó. Mà không thấy tôi đẹp trai nè. Tò. Với lại làm cho ông sung sướng đồ này kia đó. Ừ. Rồi ông mới ngỏ lời ông làm quen luôn. Ừ. Mà tưởng quen quen chơi vậy thôi. Ừ. Qua đường vậy thôi. Ừ. Có ngờ đâu. Sao? Biết rồi á. Quen rồi cái ông dẫn đi chỗ này chỗ nọ đồ này kia ghiết rồi thân thích ghiết rồi á. Là ông điện cái là có mặt, điện cái là có mặt. Ừ. Mà ổng á sòng phẳng lắm nha. Ừ. Lần nào á ổng cũng cho tiền hết trơn á, thấy vậy đó rồi cái đeo ổng luôn. Ừ. Đâu có đi kiếm người khác nữa đâu, đeo ổng ở, miễn ổng cần là mình có. Ừ. Còn cái thời gian ban ngày á thì mình còn học hành được, còn á ban đêm thì thời gian ban đêm á. Ừ. Là chủ yếu là lo phục vụ cho ảnh đó. Ừ. Mà cái nào nó cũng vậy, biết rồi nó cũng chán chứ. Ừ. Bữa đó mới nói với anh á, thôi bây giờ á em với anh á quen nhau cũng đã lâu rồi, thôi bây giờ á hai đứa mình chia tay đi. Ừ. Em không có muốn quen nữa, để thời gian em lo em học hành để mà trên cái con đường học vấn của em nó lo cho nó ngon lành chu toàn nữa. Ừ. Anh nói á, học thì học, nhưng mà anh không có cho phép em á là rời xa anh đâu.
Em á cứ thiếu thốn gì nói với anh một tiếng, tiền anh á bao la anh chu cấp cho hết á. Nhưng mà nói với anh á, thôi dù gì em cũng với anh mà ở cũng giống như vợ chồng cũng lâu rồi, còn gì nữa, mấy tháng rồi. Bây giờ em không có muốn quen nữa thì đường ai nấy đi đi, anh kiếm người khác đi. Chứ em bây giờ em thấy cái việc này nó sao sao đâu á. Anh mới nói sao là sao, bây giờ anh thích cưng rồi, cưng phục vụ cho anh đi. Anh không muốn quen ai nữa hết á. Còn á mà cưng mà không phục vụ cho anh á, đã biết tay với anh đó. Anh chỉ cần mình cưng à, anh thương cưng, anh yêu cưng á. Rồi mà bây giờ cưng nói cưng bỏ anh là bỏ anh sao. Anh không chịu đâu. Lúc đó tôi cũng từ chối dữ lắm. Nhưng mà anh mới nói á, không có được từ chối gì hết. Còn muốn nếu mà từ chối hả, được thôi. Là hả, anh quanh tôi trời, mặt mày gì máu me be bét vậy đó. Anh nói á, phục vụ cho anh đi là sẽ được ngon lành, ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó. Còn nếu mà thôi hả, thì chỉ có con đường mà bị đánh đập vậy, rồi bị nhiều khi cũng mất mạng nữa. Lúc đó thì cũng sợ nữa, ba mẹ trông mong vô á, đi học hành á, cho đỗ đạt rồi về á, còn đi làm lụng đồ nữa. Mà bây giờ á, vướng vô cái con đường này rồi sao mà lui được đây. Ôi gán căng gần chịu đựng. Vừa học và vừa phục vụ cho anh. Mà biết rồi không có cái tâm trạng nào mà gần gũi anh nữa. Anh mới nói á, sao thấy lúc gầy sao nhãn lắm rồi. Anh thương em phải thương anh giống như là vợ chồng vậy đó. Chứ mà bây giờ á, em mà tìm cách á, bỏ anh ha, bỏ trốn ha, là anh tìm tới nơi anh giết luôn đó. Không vậy luôn đó hả? Phải. Rồi á, đâu có còn con đường nào nữa đâu, cho nên mới chọn con đường á mà nghe theo lời ảnh. Mà nhiều lúc buồn lắm, không có ai tâm sự hết trơn á. Rồi trong cái lúc mà đi học đó đó, mới quen được á một đứa bạn gái đi. Hai đứa thì á cũng hiểu thông cảm cho nhau lắm, có gì thì nói nhau nghe hết à. Rồi á mới kể cái chuyện mà của mình nó quen được cái anh đồng tính đó đó. Cái cô bạn á, lúc đó thì á, cổ cũng có tình cảm với tôi nữa. Cổ mới nói á, bây giờ anh thôi anh dứt phát ra đi, chứ anh mà dây dưa hoài là anh khổ nữa đó. Rủi như người ta làm này làm kia anh, rồi anh mất mạng rồi làm sao. Lúc đó thì mình cũng hoang mang lắm. Rồi mình tìm cách, tôi nói chuyện với anh đó. Nói chuyện chia tay nữa, nhưng mà anh đâu có chịu đâu. Anh quánh tôi bầm dập mình mẩy hết trơn luôn. Anh nói là của anh là không ai được đụng tới hết trơn á. Tại vì trong lúc đó, thời gian đó, mà tôi nói chuyện với anh á, tôi cũng nói quen được một người bạn gái đó. Mà anh ghen lên anh quánh tôi như vậy đó. Rồi tôi mới không có phục vụ anh nữa, rồi tôi trốn. Tôi mới gặp bạn gái của tôi đó. Mà bạn gái của tôi chỉ tôi là cách á, bây giờ á anh á giống như là một người bị nhốt, bị ở tù rồi. Bây giờ em chỉ cách cho anh nè, bây giờ á, anh dứt ra đi, chứ để á mà anh á lún sâu vô đó rồi á là không có thể nào mà rút chân ra được đâu. Rồi cái cô bạn gái đó mới chỉ cho tôi là mua thuốc chuột đi. Rồi á tìm cách nào mà bỏ vô đồ ăn cho anh ăn. Trời ơi, là cái cô đó kệ xúi anh đi hại người, giết người rồi. Rồi lúc đó thì thấy cái kế đó thì cũng hay đó. Với lại á tôi cũng chán ảnh dữ lắm rồi. Tôi cũng là một người đàn ông
mà tôi cũng có nhu cầu với nữ giới nữa chứ. Ừ. Cho nên là tôi không có quen với ảnh nữa, cho nên tôi mới ra cái tiệm chỗ thuốc bán thuốc đó, tôi mua bịch thuốc chuột đi. Rồi về thì tôi cũng giả bộ vậy đó. Ừ. Tối thì tôi tới cái nhà của ảnh á, tôi phục vụ cho ảnh xong rồi á, tôi mới nấu mì cho ảnh ăn. Ừ. Mà tôi bỏ cả nửa bịch vô vậy đó, trộn chung vô cái tô mì tôm á. Ừ. Rồi á, tôi bưng lên nói bây giờ á, anh ăn đi, thấy anh cũng mệt mỏi đuối sức rồi đó, stress nhiều quá rồi, thôi bây giờ anh ăn miếng mì đi đi cho nó khỏe. Ừ. Rồi anh cũng không có nghĩ ngợi gì đó, không suy nghĩ gì đó, bợ cái tô mì ăn luôn. Ừ. Mà mới gấp lên con đũa hả, sao nghe cái mùi quá dữ đi. Ừ. Nó dậy cái mùi lên dữ lắm. Là cái mùi thuốc á hả? Ừ. Anh mới nói á, mới chợt suy nghĩ tới á, là lúc trước cũng đề cập tới cái chuyện mà đường ai nấy đi. Ừ. Và bây giờ nghe cái mùi thuốc này có khi nào á là bày mưu tính kế để giết mình không? Ừ. Anh đâu có ăn. Anh á, mày quánh cho tôi một trận nữa đi. Ừ. Anh nói á, mày ngon hả mày? Mày dám á là bỏ thuốc để cho tao ăn cái tô mì này để mà tao dính chưởng rồi tao mất hả? Ừ. Tao đâu có ngu, tao nghe cái mùi là tao đổ rồi. Mày cũng ác lắm. Tao đã không có cho phép mày rời xa tao mà bây giờ á, tìm đường, tìm cách mày hãm hại tao hả? Ừ. Lúc đó là tôi mới biết là kế hoạch của mình á đã bị lộ rồi. Ừ. Rồi sao mà chối cãi nữa bây giờ, nhưng mà cũng phải cố chối chứ làm sao giờ. Rồi tôi cũng nói là tôi không có ý đó đâu. Rồi á, anh quýnh tôi dữ lắm. Ừ. Anh đạp rồi anh đâm, anh đá đủ thứ hết. Lúc đó á, miệng mồm của tôi á máu me không à. Ừ. Mà anh bạo lực dữ lắm, anh quýnh mạnh dữ lắm. Sức của tôi thì đâu có bằng ảnh đâu. Ừ. Ảnh mới nói á, mày, tao nói với mày rồi, tao không có cho phép mày á rời xa tao. Ừ. Mà mày á vẫn chứng nào tật nấy. Đã tao chấm rồi, của tao là của tao. Ừ. Tao không có cho ai xài hết á. Mà bây giờ á, mày đồ chia tay tao rồi, mày tới với bạn gái mày hả? Đừng có hòng, không có cơ hội đó đâu nha mày. Ừ. Rồi mày á, còn bài mưu tính kế rồi mày bỏ hạ độc tao nữa hả? Hên là tao phát hiện kịp á, chứ không là tao cũng ngẫm mất tiêu rồi. Ừ. À, lúc đó hả, mày cũng ung dung tự tại bên á người yêu của mày rồi. Nhưng mà đâu có được, tao đâu có cho phép đâu. Ừ. Bữa nay á, tao quyết á, tao xử mày nè, của tao á, trừ khi nào tao chê tao bỏ thôi. Ừ. Chứ á, tao chưa có chê, chưa có bỏ là vẫn thuộc quyền sở hữu của tao. Ừ. Bữa nay mày tới số mày rồi. Nói vậy rồi đó, ông á, đâm ông đá đủ thứ hết trơn á. Ồ. Tôi chịu đâu có nổi đâu. Tôi ra máu nhiều quá, với lại á, tôi thở không nổi nữa. Ừ. Rồi á, tôi mới tắt thở, tôi mất luôn. Rồi sau khi mà ông ta sát hại ông như vậy rồi, ông ta có bị làm sao? Có chứ sao không. Ừ. Có sao chứ. Anh ta đã bị pháp luật tử hình rồi vì cái tội giết người mà làm sao mà thoát khỏi trốn tránh được. Rồi từ đó tới bây giờ cái đầu sanh ra hận thù đồ này kia với cái anh đó rồi không đi siêu thoát được đó hả? Ừ, chứ gì nữa. Rồi, nói sơ qua cái câu chuyện á, thì tôi cũng đã hiểu được cái vấn đề của anh. Bây giờ tôi cũng xin phép đưa ra vài cái ý kiến để giúp cho anh có thể là buông bỏ được cái oán hận của mình để đi về chùa tu cho nó được tốt hơn nha. Đó, cái thứ nhất mà tôi muốn nói tới ở đây á, là cái về cái chết của anh á, cũng tại anh. Tại anh trong đó là hết phần nửa rồi, hết 50% rồi. Đó.
anh chỉ vì là ăn chơi đua đòi rồi không lo làm, không lo học, mà anh lại bám vào trong những cái người đồng tính để mà ăn tiền của họ, để mà lấy cái tiền của họ để mà sử dụng cho mình. Đó là một cái sai của anh đó. Và cái sai của anh nữa là khi mà anh đã va vào với mấy cái người đó rồi, thí dụ như mình va vào rồi mình rút ra đi, anh cũng tham tiền, anh cũng thấy người ta kiểu như vậy, người ta chu cấp cho anh quá nhiều rồi, bắt đầu là anh tham, anh không chịu rút ra đó, rồi anh cứ sinh sống với người ta như vợ chồng như vậy. Anh đã tạo cho người ta một cái lòng tin ở nơi anh rồi, mà tới khi mà anh muốn bỏ người ta thì đâu phải dễ đó. Gặp tôi nói với anh là những người đồng tính họ, cái tâm trí của họ rất là mâu thuẫn đó. Họ mâu thuẫn giữa cái xã hội nè, mâu thuẫn với gia đình nè, rồi mâu thuẫn giữa cái tình cảm của người mà họ thương nữa. Cho nên họ rất là khó chịu khi mà bị phản bội như vậy, họ rất là khó chịu đó. Rồi là phải chi á, mà anh đừng có ham cái tiền của họ, anh đừng có ham ăn biếng làm, đua đòi theo lũ bạn để mà bon chen theo cái việc làm đó, thì giờ là anh không phải mất rồi đó, không phải vất vưởng rồi. Cho nên đó, là trong cái việc làm của anh, tuy rằng cái anh đó giết anh là anh sai, nhưng mà anh đã sai trước rồi. Trong khi đó anh đã anh, cái mưu đồ của anh là anh muốn sát hại người ta trước nữa. Anh mua thuốc về anh định sát hại người ta trước nữa, thì bây giờ là người ta sát hại lại anh, mà anh còn anh là người sai mà anh còn đi muốn sát hại người ta nữa, mà anh bây giờ anh oán hận cái gì đó. Rồi bây giờ là oán hận cái không chịu đầu thai chuyển kiếp, rồi cái giấc dưỡng ở trên cái cõi ta bà này đó, đau khổ không? Tự mình làm cho mình khổ thôi chứ ai làm cho mình khổ đâu, đúng không? Bởi vậy hồi lúc trước đừng ăn chơi đua đòi theo đám bạn lo học hành á, giờ á có nghĩa là có là ngon lành rồi. Cái này lo ăn chơi không mà bởi vậy dính vô cái con đường đó bị dứt ra không được. Rồi nghe bạn gái suối nữa, cho nên á tính được là giải thoát, ai ngờ đâu mà cái cô bạn gái nó suối như suối ông làm như vậy, là cái cô đó cô không có ra cái đám ôn gì đâu, tự nhiên đi suối người tình của mình đi giết người kiểu đó, rồi nhắm có ổn không? Bây giờ thí dụ như bây giờ cái luật pháp nó có hẳn hoi hết trơn, anh giết người thì anh phải đền mạng chứ, có đâu có cái việc mà anh giết người rồi anh ung dung ngoài vòng pháp luật đâu mà suối làm như vậy đó. Cái cô đó thiệt sự tôi nói, nếu mà cái cô đó trước sau gì cô đó cũng phải gặp vấn đề thôi, tại vì trong tâm của cô đó, mà giờ sau này mà cô có ở chung với cái anh với ông, có ở chung với cái cô đó là được đi chăng nữa, thì trước sau gì cũng bị cô đó hại thôi, tại vì tâm cô đó đâu có tốt đó, đã xui người yêu mình, xui người tình của mình đi giết người là biết cái tâm tánh của cái cô đó như thế nào rồi đó. Anh phải suy nghĩ cho kỹ lại cái vấn đề mà anh đã vấp phải, để mà anh cố gắng đi về chùa để mà tu tập sửa tánh mình lại đó. Rồi anh học thêm cái cách đấu nhân xử thế đi, anh đấu nhân xử thế quá tệ đó. Cái nào đúng cái nào sai anh không nhận ra, anh không biết được cái nào nên làm cái nào không nên làm, mà thì làm sao mà anh có thể là có được cái cuộc sống nó an nhiên tự tại được, có cuộc sống nó thanh tâm an lạc được. Thôi thì ngày hôm nay đó như lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi đến đây thì chỉ với một cái mục đích duy nhất, đó là muốn được giúp đỡ cho anh một bữa ăn, để giúp cho anh được no lòng ấm dạ, rồi sau đó tôi cũng muốn cho anh đi về chùa để mà tu tâm sửa tánh của mình, học Phật học pháp, học theo giáo lý nhà Phật, để nắm vững được cái cách đối nhân xử thế, để mà mình đó là sống, mình có được cái cuộc sống nó thanh tâm an lạc. Thì không biết là bây giờ sao, anh cũng muốn đi không? Muốn chứ sao không muốn. Có người á vô tận trong cái khu rừng này mà giúp đỡ cho mình ăn uống đầy đủ như vậy nè. Còn á có cái nhã ý là được có giúp đỡ cho mình được đi về chùa để tu tâm tích đức nữa. Thì quá tốt quá hay rồi. Muốn là, lắm chứ. Vậy là bây giờ chấp nhận đi đúng không? Chấp nhận. Nếu mà đã chấp nhận đi thì bây giờ hãy chấp tay lên đi, rồi niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, để tôi giúp cho đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, ngày hôm nay khi mà Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu rừng này, thì Lê Trung lại tiếp tục tìm kiếm được một vị vong nữa nha cả nhà. Thì cái vị vong này thì thông qua cái lời kể về cái chết của cái vong này thì cả nhà mình cũng đã nghe rất là rõ rồi. Đó, thì Lê Trung cũng không có nhắc lại để mà
cả nhà mình phải tốn thêm nhiều thời gian. Thôi thì đến đây là Trung xin phép khép video lại tại đây luôn nha cả nhà. Dạ, Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.